người ta nói rằng ở trong gia đình tất cả những việc nặng nhọc đều là một tay vợ Lâm làm hết. Ví dụ như là lái xe chở Lâm đi diễn nè ha, rồi sửa điện, sửa ống nước đó. Idol. Idol. Người ta nói vậy. Dạ đúng rồi đó. Trời ơi. Ủa sao mà sao phụ nữ mà làm chuyện đàn ông như vậy, nhìn vẻ ngoài rất là nhỏ nhắn mỏng manh mà sao mạnh mẽ như vậy? Tại sao Duy Quỳnh? Tại nhà em có đàn ông mà không có làm được. Cho nên là em phải là làm mấy chuyện đó. Vậy chứ Lâm làm được cái gì? Lâm làm được tất cả mọi thứ, nhưng mà không làm được những việc nặng nhọc thôi. Không làm được những việc nặng nhọc thôi. Lâm chỉ hoạt động cái miệng mình thôi. Ủa anh cảm giác em sống như một công chúa vậy đó Lâm. Em là công chúa mà anh. Đấy không? Ở nhà là vợ em kêu mà công chúa ơi, công chúa ơi. Trời ơi, tự nhiên nó làm chồng mà bây giờ kêu là công chúa là sao trời? Thì anh Đạt, chị cũng chở anh Đạt đi làm đó chị dạ. Sao chị không giờ chị nói gia đình của chị vậy? Mà chị ủa vô gia đình em chị nói anh Đạt ở nhà cũng có làm được gì đâu. Chị chiều lên sân thượng rồi nhỏ nhẹt cuộc chơi thôi chứ có làm được cái gì đâu. Thôi mấy chuyện mà kể đi, chị tới chuyện gia đình tôi. Tôi đang nói về chuyện gia đình bạn, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc điều đó là được, đúng không Quỳnh Quỳnh? Dạ. Nghe đâu là mình đang có thêm một công chúa nữa thì phải. Dạ, được 4 tháng rồi chị. 4 tháng rồi. Dạ. Thì là nhà mình có đến 3 công chúa. 3 công chúa. 4 cô. 4 cô luôn. 4 cô công chúa. 4 cô công chúa. Gia đình wow. Toán là công chúa. Wow, thật quá hạnh phúc. Quá tuyệt vời luôn ha. Thật sự luôn, em đi làm là vậy, em không xúc miệng luôn đó. Em chạy xuống xe, em nằm trong xe và tới phim trường em mới xúc miệng, em mới rửa mặt thôi đó. Không có thời gian. Không, không, đó em không có cảm giác mà nhìn vợ lúc ngủ. Thôi có đi. Khuya về em có ngắm. Khuya đi làm về là ngắm hai mẹ con ngủ. Còn lúc mà giật mình dậy là em lật đật em đi, em không có ngắm. Theo em thì vợ em đẹp nhất lúc nào? Vợ em đẹp nhất khi mà trang điểm hồi nãy. Ồ, là lúc nãy là đẹp nhất rồi đúng không? Dạ đúng. Lâm có hay thích vợ trang điểm không? À, thích vợ trang điểm. Mình có mong muốn là sau này ở nhà vợ lúc nào cũng trang điểm không? Có, thì vợ em nhà cũng trang điểm thì livestream á chị. Cho nên phải trang điểm xíu, xương xương để cho bán hàng đắt hơn. Nhưng mà thường có tâm lý phụ nữ lại không có thích đàn ông nhìn mình khi mà buổi sáng mới thức dậy. Tại người ta nói là phụ nữ xấu nhất là khi thức dậy vào buổi sáng. Tại vì lúc đó là không có make up nè, đầu tóc thì bù xù, mặt mày thì không được tươi tỉnh. Anh thì mà vợ anh lúc nào mà đang ngủ là anh cảm thấy hiền nhất. Sáng giờ em dậy là vợ em là 5:30 dậy rồi, và chuẩn bị đồ đạc cho em và kêu em dậy bằng một nụ hôn và vuốt đầu em. Ồ, vuốt đầu. Cái điều đó làm cho em nhớ tới mẹ. Mẹ em. Và như tần tảo nuôi con đúng không? Đúng rồi, tần tảo nuôi con. Mà lúc đó vợ em mới ngủ dậy đầu bù tóc rối. Cũng giống những người phụ nữ mà những người mẹ mà vất vả vì con. Vì vậy là cái từ của em chọn là mẹ hiền tần tảo. Lâm ở nhà có nhõng nhẽo không? Rất là nhõng nhẽo. Ở nhà kêu mẹ đàng hoàng, kêu vợ em là mẹ nha. Mẹ ơi con đói bụng. Mẹ ơi con nóng. Thật sự luôn, kêu bằng mẹ luôn. Để cái mẹ nói con mẹ nè, mẹ nè. Nhà nói chung em không cảm thấy ngột ngạt gì hết. Không, em rất là thích. Càng chiều càng tốt. Và em như là quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Thường thường anh thấy em thì anh kêu thấy ghê, thấy gớm. Ta đẹp vậy mà chi. Vậy hình ảnh đó là hình ảnh gì nè? Dạ chắc là giống con heo. Con heo. Con heo là đáp án cuối cùng của bạn. Hãy xem coi có trùng khớp với lại ý ông xã bạn hay không. Trời ơi, mẹ hiền. Nó coi mình như mẹ hiền. Mẹ vậy mà bắt con heo. Thì ghê. Thấy chưa? Tại hôm qua em ngủ á, ảnh kêu em ngủ kiểu gì mất nết vậy. Em mặn hết lên á, tại có bầu cái bụng nó cấn lên á. Bây giờ có một bài học á, có nhiều khi chồng mình nói như vậy nhưng mà trong lòng anh ta rất là trân trọng mình. Sao em thấy bên này trân trọng vợ, thế mà bên này kia đưa em một hỉ luôn. Quỳnh ơi, cảm nghĩ của bạn như thế nào khi mà chồng bạn xem bạn giống như là mẹ hiền và một buổi sáng? Dạ. Tại vì kia vậy em thấy thương anh Lâm quá. Thì lúc nào anh cũng la em á, em tưởng đâu là lúc nào anh cũng suy nghĩ giống vậy, ai ngờ anh nghĩ em là mẹ hiền. Em chăm bé Nhi sao là em chăm anh giống vậy á, còn nhiều khi anh hơn bé Nhi nữa. Trời ơi. Anh cần gì đâu phải có đó chứ. Ngủ dậy thì lúc nào cũng ngủ dậy trước anh hết á. Em chuẩn bị khăn tắm trước, xả nước trước, rồi phải bật đèn lên. Trời chứ ơi. Mà đèn tối là không chịu. Rồi em kêu dậy, chưa chịu dậy thì em chà lưng rồi em khiêu cho dậy. Đi quay một ngày sáng về thì Quỳnh nhắn với trợ lý là anh Lâm gần về khoảng nửa tiếng, kêu chị dậy nha để chị chuẩn bị. Trời ơi, bắt đầu chờ em, bắt đầu như một cái thói quen rồi đó. Là chuẩn bị cái gì? Ngồi cho có mặt chơi vậy thôi, chứ không có làm gì, chỉ cần nhìn nhau là được rồi. Chứ sợ cảm giác mà đi về vừa mệt mà không ai bên cạnh á, cái cảm giác nó buồn á. Chồng bạn muốn bỏ bộ trang phục nào nhất trong tủ đồ của bạn? Thường thường là anh không bắt em bỏ mà anh tự động xé luôn. Em đang mặc cái xé của em mà. Rồi cho em biết bên bộ đồ đó là bộ đồ nào.
Dạ, mấy bộ đồ áo bông á em mua. Chất liệu giải gì? Dạ thun. Thun nhiều, bao nhiêu? Nhiều, dạ mấy chục ngàn. Cái thói quen xấu của em, em nghĩ là chắc em hay cằn nhằn thôi à. Hay cằn nhằn. Rồi, mời Lâm so đáp án. Có nghĩa câu trả lời của ông xã em là không muốn em từ bỏ một thói quen nào hết. Một lần nữa hiểu sai ý đồ của chồng rồi. Hồi nãy Lâm có tâm sự là Lâm được em rất là chiều chuộng và Lâm cưng như con. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Em có cảm thấy là mình làm quá nhiều công việc của một người phụ nữ trong gia đình hay không? Dạ, tại bản thân của em là em thích chăm sóc người khác. Ồ. Như lại em thích dành nhiều thời gian để làm việc hơn là ở không. Cho nên là em thích được chăm sóc chồng với con. Em ít chăm sóc bản thân, không có dưỡng da rồi nhiều. Nhưng mà khi mà em rọi kiến thì em thấy có nếp nhăn á. Buồn không? Dạ sợ nếp nhăn. Em sợ mỗi lần em cười nó nheo lại, em sợ em già hơn chồng em á. Cho nên em sợ nhất là nếp nhăn xuất hiện. Nhưng đã bao giờ ở trong mắt của Quỳnh thấy cái hình ảnh xấu xí nhất của Lâm chưa? Đại chết lúc ngủ á. Lúc ngủ. Ngủ sao? Ngủ há sao? Không ngủ cái miệng mà nó bự á. Cái gì mà bự. Dạ, cái miệng bự hơn lúc bình thường. Bình thường đã bự mà ngủ miệng bự hơn. Nghĩa là khi mà ngủ Lâm hả họng miệng rất bự. Dạ không có hả họng mà em nghĩ chắc cái cơ nó thả ra mà bắt đầu cái miệng nó thừ ra. Cái cơ thả ra buông lỏng mọi thứ nên cái miệng nó bự hơn. Dạ. Lúc bình thường. Kỳ quá, em không dám tưởng tượng là bình thường là ai cũng biết là Lâm là nổi tiếng là miệng rộng rồi. Mà bây giờ lúc ngủ nó còn rộng ngủ hơn. Ngủ mà muốn cả cái phòng. Hành động nào của chồng mình khiến mình cảm thấy anh ấy quyến rũ nhất? Mời Quỳnh. Hành động thì anh hay diễn tả cơ thể với em lắm. Lúc mà em yêu anh nhiều nhất là chắc lúc anh đem tiền về cho em. Là cái hành động đem tiền về cho Quỳnh. Dạ. Là Quỳnh thấy quyến rũ nhất. Dạ. Rất là thực tế. Vậy tính ra mê tiền hơn mê chồng á. Không, nhiều người phụ nữ nó thực tế vậy mà. Tốt thôi, có gì đâu. Dạ. Có một cái câu rất là hay người ta nói về tình yêu á. Như thế nào là tình yêu? Người ta nói trong một cái đám cháy á, khi mình nhảy vào đám cháy mình mang cái thứ gì ra đầu tiên nhất á, đó là cái thứ mình quý nhất. Tình yêu là như vậy. Các bạn mà dám lao vào bảo vệ trước sự nguy hiểm, đó là tình yêu. Bản chất của tình yêu phải là sự bảo vệ, sự bảo bọc và sự hy sinh. Ví dụ như Lâm, ví dụ mà Lâm và Quỳnh đi vào rừng chơi mà gặp con cọp đứng trước mặt thì Lâm sẽ làm gì? Ê con cọp kia. Đi đi. Chơi. Chơi. Nó vẫn không đi. Em sẽ nuốt con cọp. Nuốt. Sẽ hoạt hình vậy Lâm. Em không cần câu trả lời của Lâm mà em biết được lúc đó là xử sự như thế nào. Lúc đó Quỳnh sẽ đứng ra bảo vệ Lâm. Quỳnh sẽ leo lên lưng cọp. Quỳnh giật lòng với con cọp. Trời. Còn Lâm trời. Đứng ngay góc cây làm kiểu cố lên, cố lên. Trời ơi, thiệt luôn, em không tưởng tượng được luôn á anh. Vậy luôn hả Lâm? Điệp không vui. Sao, miễn sao là vợ chồng ta vui vẻ thôi. Hạnh phúc được rồi, ta thích cái điều đó. Bây giờ anh muốn nghe cái câu trả lời của Bảo Lâm. Em là em diễn, vợ em dưới cũng cười lắm. Em live stream ngồi kế bên cười và nhìn ánh mắt em rất là đắm đuối. Lúc em live stream là quyến rũ nhất hả? Live stream không, em thấy là mắc cười thôi. Hành động quyến rũ hả? Em tạo nét tạo dáng rất là nhiều nhưng mà vợ em cũng cảm thấy không quyến rũ lắm mà hay cười gớm, thôi. Hay gớm. Vậy hợm. Và cái hành động mà em cảm giác mà vợ em phấn khích nhất á là hành động rải tiền của em. Hả? Rải tiền. Rải tiền. Có nghĩa là khi mà em đi làm về á, ví dụ như mà bữa nào mà được tiền tươi á, em sẽ rải từ lầu 1 đến lầu 3. Và con vợ em đi ngoài sau nó lụm ôi trời ơi, chồng em. Ôi trời ơi. Trời ơi, bò lên cầu thang. Và em thấy cái hành động nó rất là phấn khích tới vợ em. Và vợ em rất là thích hành động. Ôi trời ơi, ghế bay. Ôi trời ơi. Ôi miệng như vậy đó. Và cái hành động ví dụ như chuyển khoản đi, ví dụ như là một cái người nào đó chuyển khoản cho em, em chụp màn hình lại ví dụ buổi sáng đi. Trời ơi, ví dụ người ta chuyển khoản cứ trưa cho em chụp màn hình em gửi vợ em ăn trưa đi bé. Cái cảm giác của em vẫn phải em yêu chồng nhất trên đời này. Trời ơi, mẹ coi em đi ăn sáng đây. Yeah. Tức là cái hành động rất là phấn khích chỉ vì liên quan tới tiền thôi. Trời ơi, như vậy đáp án của em là mang tiền về nhà là hành động mà em trở thành người đàn ông quyến rũ nhất. Ôi trời ơi, xô nó áo đi trời ơi. Mang tiền về cho vợ. Trời ơi, chính xác luôn trời ơi. Mà nhà đàn ông á, sống trong một cái gia đình á, cái sứ mệnh lớn nhất của người đàn ông là mang tiền về và chu cấp cho cuộc sống của vợ con mình. Mà em thấy cái niềm vui đó tự nhiên cũng hạnh phúc lắm. Ví dụ em đem về cái em giấu em đưa cho bé Nhi, đưa qua cho mẹ, ví dụ mẹ bên phòng bên kia, cái Nhi cầm tiền chào cho mẹ. Cái bé trời ơi, tức là em nhìn cái hình ảnh đó em hạnh phúc với cái đó lắm.
Cho nên dù mỗi khi mà em đi quay cái gì mà có tiền mặt, tiền tươi á, cái em không có nói vợ em giấu. Em giấu xong rồi cái để em bỏ túi quần để cho vợ em đi giặt đồ á, cái tự nhiên cái lấy ra cái bất ngờ. Trời ơi. Và em thích cái điều đó. Bữa nào bà quên bà giặt luôn á, bà không kịp nghe túi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao không có gì vậy. Không có ngày dễ thương. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.